chào các bạn nhá. Đang bẻ vải trời mưa phải mang ở trong nhà, ướt quá, khổ lắm. Mới làm vải còn vất vả thôi. Cả năm làm không được thu hoạch, cần phải thu đêm không tối thôi. Nó không làm được những việc khác đặc trưng của việc làm vải. Ban ngày mà thu thì chỉ đi bán, nên phải thu ban đêm. May giá vải năm nay nó cũng được, tuy nhiên nó không đều. Thật ra cái vấn đề mà giá vải nó tầm trên dưới 30 mình cũng dự định từ trước rồi. Đấy. Mình thường là mình các anh em ở chỗ là mình dự định, những cái dự định của mình nó tương đối chính xác. Kể cả thời tiết mùa vụ thì năm nay mình nói là một năm mưa nhiều, và đúng bây giờ chẳng sai, trời mưa rất là nhiều. Đấy, mình gửi vải năm nay cái tầm 30 là ổn. Thế rộ trời. Lâu ngày em phun nước sâu bị dính khá nhiều. Em bao giờ khoảng trên dưới 30. Còn những vườn thì khoảng như là anh em bao giờ quanh những vườn mỗi lúc đặt hàng ship đến 60. Tất nhiên chỉ là nói thôi. À, người ta mua đặt đến 50. Thật ra khi nào cầm tiền có tiền thì chắc chắn các bạn ạ. Còn nó thật ra anh em đi quay hoặc là những cập nhật, chúng ta không cập nhật được nó khách quan, bởi vì nếu như chúng ta quay những cái giá đẹp giá cao là cũng mang tính khuyến khích kích cầu cho mọi người cùng nhau hưng phấn làm ăn, nhưng nó cũng đôi khi không thực tế cho lắm. Rồi nhiều khi anh em là về chỉnh sửa video cũng nhiều, nhưng mình thường là mình có đặc điểm là mình nói thật, có gì mình nói đó và mình dự đoán được tương đối chính xác. Còn nhiều anh em là thậm chí trước mình làm video ở gần 30, các anh em bảo không khác gì vẽ đường cái hươu chạy. Thì giá cả thị trường nó do người ăn các bạn ạ. Không phải năm nay mất mùa mà là đắt, mất mùa dễ bán, nhưng chưa hẳn đã thế. Có người nói là anh em nói là từ thời xưa là miền Nam xấu hơn miền Bắc, vải người ta còn đắt như thế, miền Bắc mình sẽ rất là đắt. Nhưng nó không hẳn như thế. Còn chúng ta mà xem YouTube cũng như các bạn đăng Facebook thì những sọt vải cực đắt. Về thực tế thì thị trường nó đa dạng. Cũng giống con người chúng ta vậy. Có những cô gái, bố mẹ còn phải là giống như kiểu là nhà bật phố bố làm quan, nhà giàu phải treo giải, mãi mới có người lấy. Nhưng có những cô gái nổi tiếng, gặp có những người gọi là mang tiếng và sát chồng. Có nghĩa là tất cả người phụ nữ đàn ông nào gần cũng có thể có nguy cơ là như người đàn ông người ta vẫn xông vào. Đời như vậy. Thì ở đây mình sẽ kể, nếu chúng ta lấy những đỉnh điểm để chúng ta nói chuyện về những người gọi là phụ nữ. Mình sẽ ví dụ như là chị em mà ngày xưa mà chưa lấy chồng mà gặp anh bạn trai nào mà nói là em có vẻ đẹp, chim sa cá lặn, hoa thẹn trăng mờ, thì biết là nó định mình như cũng rất thích nhỉ, thích lắm, và người ta khen mình mà. Bạn chim sa cá đẹp, cá lặn, hoa thẹn trăng mờ nó cũng biển tích nguồn gốc từ đâu. Thì như chúng ta từng xem phim Trung Quốc, chúng ta biết nhân vật như là Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Ngọc Hoàn. Vậy cái câu chim sa cá lặn, hoa thẹn trăng mờ chính là bắt nguồn từ bốn người phụ nữ cổ đại Trung Quốc này. Tây Thi là người nổi tiếng hơn. Chúng ta đều biết là nước Ngô thời Xuân Thu, nước Việt thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tây Thi và Trương Đán khi còn trẻ, hai người con gái này ra sông giặt. Nước sông trong, hình của họ đã in hình xuống dưới nước. Trong veo, những con cá bơi qua nhìn thấy vẻ đẹp của họ đẹp quá, đã không bơi nổi nữa. Sững sờ nhìn họ và nó chìm dần. Cho nên người ta gọi là vẻ đẹp trầm ngư, có nghĩa là cá phải lặn. Cái thứ nhất là cá lặn là từ cái điển tích của cô Tây Thi, cô ấy ra sông với giặt nước và cá nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy đẹp quá, nó phải không bơi nổi nữa, gọi là cá lặn. Cái chim sa là ai? Chim sa chính bà Vương Chiêu Quân. Khi bà Vương Chiêu Quân được tuyển vào trong cung thì cái người ông vua này, ông sùng ái một
người thiếp một người vợ nào đó, thì ông không gặp trực tiếp, ông đều qua ông quan vẽ tranh. Thì ông này ông có đặc điểm là các bà muốn vẽ đẹp thả nó đút lót tiền ông ấy thôi. Nhưng bà Vương Siêu Quân này bà không chịu đút lót. Không chịu đút lót. Cho nên ông vẽ. Ông vẽ xong cái bà Vương Siêu Quân này ông chấm lên một vài cái nốt ruồi nốt xấu đó làm sao bà ấy không được ông vua ông để ý. Và cuối cùng bà ấy không được nhà vua để ý. Nhưng rồi giữa hai quốc gia còn hung nô. Nhưng quốc gia này có chuyện với nhau thì con đường hoạt động chính trị chúng ta biết rồi. Ngày xưa người ta hay mang con của mình gả cho những quốc gia hoặc là những tộc trưởng, những tù trưởng ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi hoặc những biên giới và quốc gia khác để gọi là người ta gọi là cầu cầu thân đấy. Giống như ở Lục Ngạn Bắc Giang mình có ông để ông gì nhỉ? Phò Mã Thân Ngải Phúc đúng không? Cũng được Phò Mã Thân Ngải Phúc được nhà vua của con gái do ra cho. Vậy là cái bà Vương Chiêu Quân để gả cho Tống Sang Hung Nô thì trước khi ra đi thì được gặp vua một lần. Và khi gặp nhà vua thì nhà vua tiếc quá và mang cái ông quan vẽ tranh ra chấm đầu can tội khinh quân phạm thượng với vua. Rồi bà ấy đi đến ngoài sa mạc, bà ấy buồn quá bà mang đàn ra bà đánh. Thế là chim, con chim, đàn ngỗng, đàn chim, đàn nhạn, đàn én bay trên trời. Nghe tiếng đánh đàn mới nhìn xuống, thấy vẻ đẹp của bà ấy đẹp quá cho nên từ từ không bay nữa và rơi xuống đất. Cái gọi là chim sa. Vậy là chúng ta có chim sa và cá lặn rồi. Còn Hoa Thẹn là ai? Thì chúng ta đều xem cái phim mà Tam Quốc Diễn Nghĩa chúng ta biết rồi. Loạn là Hoạn Quan, rồi Đổng Trác về dẹp Hoạn Quan, rồi lại đến Hoạn loạn Đổng Trác. Rồi đến 18 chư hầu vân vân để chống Đổng Trác, rồi các kiểu cả. Thì trong nhóm quan của nhà Hán lúc ấy thì có ông Tư Đồ Vương Doãn. Ông là người trung thành với nhà Hán. Thì khi cái loạn Đổng Trác, động Đổng Trác lộng quyền thì ông cũng đau buồn lắm. Nhiều hôm than thở than. Thế mà hôm ông tự dưng ông nghe tiếng người đi đằng sau. Thế quay lại thì ông thấy Điêu Thuyền. Còn Điêu Thuyền không phải con ông ấy mà chỉ là ông nhận nuôi. Điêu Thuyền vốn là một con khác. Ông nhận nuôi năm ấy 16 tuổi. Và Điêu Thuyền thì rất là đẹp. Và thấy ông buồn thế thì là người Điêu Thuyền là ông được ông nâng đỡ mà ông nhận làm con nuôi, nhận làm cha. Cho nên khi thấy nỗi buồn của người cha nuôi của mình thì ông đã và nàng đã và đằng sau cũng thấy buồn lắm không biết làm nào. Thế là nàng nói mới nói với ông Tư Đồ Vương Doãn rằng sẵn sàng có thể vì quốc gia, vì cha nuôi và hy sinh bản thân. Tư Đồ Vương Doãn bảo được, nhà Hán được cứu rồi. Và ông sử dụng một kế gọi là mỹ nhân kế. Ông mời lã bố đến là muốn và tặng Điêu Thuyền cho lã bố, gả cho Điêu Thuyền là lã bố. Sau đó ông lại mời Đổng Trác đến. Thì hôm ông mời Đổng Trác đến khi Đổng tóm lại là rượu chè chè tiệc tùng hát hò đủ kiểu rồi, ông bảo muốn thêm cái phần gọi là thân thiết mới mời Điêu Thuyền ra để cho Điêu Thuyền tiếp rượu hát hò cho Đổng Trác nghe. Nhưng khi Đổng Điêu Thuyền vừa ra thì trăng trên trời đang tự dưng có đám mây che mất. Ông Tư Đồ Vương Doãn ông có thiêu diệt lên là vẻ đẹp của Điêu Thuyền mức độ gọi là trăng phải mờ. Vậy chim sa, cá lặn, Hoa Thẹn, trăng mờ. À còn có hoa nữa đúng không? Còn Hoa Thẹn là ai? Hoa Thẹn chính là cái bà Dương Ngọc Hoàn, bà Dương Quý Phi. Thì bà Dương Quý Phi bà ở trong cung bà ấy buồn quá. Có một hôm bà ấy ra vườn hoa. Bà ấy nhìn thấy bông hoa xấu hổ, bà mới nói như sau: "Hoa ơi hoa à, mỗi năm hoa đều đẹp một lần, còn ta chẳng biết bao giờ mới được như hoa."
Bà mới động vào bông hoa một cái, thế tự dưng bông hoa đó cụp lại, chính là bông hoa xấu hổ, rất là vô tình. Vậy những người theo hầu với bà nói rằng vẻ đẹp của Dương Ngọc Hoàn đẹp khiến cho hoa phải thẹn. Vậy là cái vẻ đẹp chim sa cá lặn hoa thẹn trăng mờ nó bắt nguồn từ bốn đại mỹ nhân của Trung Quốc ngày xưa. Vậy bây giờ mình bán vải, có những sọt vải rất là đắt, thậm chí 50.000, 60.000. Thì anh em chúng ta làm YouTube, người ta quay để khích lệ cái tinh thần làm vải của mọi người. Đấy. Và đây nó phù hợp với đường lối chính sách của nhà nước để quay những cái đẹp, quay những cái mà xấu và những cái thật, quay mà những cái lời bình luận nó khiếm nhã là chúng ta dính đòn đấy. Đó là thôi mình không nói vấn đề, bởi mình cũng là người một người bình thường chứ không cần quay lớn lên. Đấy thì thế nhá. Tuy nhiên nó chúng ta đi bán vải thì chúng ta biết thực tế giá vải hiện tại nó như thế nào. Đấy, rồi quả này là bị sâu nặng quá. Cho nên thường là mình hay có những thực tế hơn. Tất nhiên bây giờ chúng ta biết thị trường của vải nó thì trong những năm gần đây vải ở vùng cao của anh em là nó sẽ quả vải này nó không phải là bị sâu cuống nhưng mà nó già quá rồi, bởi vì trong này nó cứ ớm. Vải của những anh em vùng cao cũng như mình giải thích từ xưa là cái nguồn đất nó bị cạn kiệt rồi, cho nên giải vùng cao các bạn sẽ đẹp hơn vùng thấp của mình. Còn trong những năm gần đây vải nó nghiêng dần lên vùng cao nhé. Tại sao như vậy? Thôi những ngoài đi nữa thì chúng ta biết rồi, vùng trung và vùng cao vải sẽ đẹp hơn. Và vùng thấp, kể cả bây giờ siêu chia theo cái địa bàn hành chính, vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ của đơn vị hành chính, còn nếu như thị trấn là thị xã mới thì sau này những địa phương hoặc thị xã nó sẽ vải cũng đẹp bằng huyện Đồng Ngạn mới. Mình ví dụ như vùng thấp có Tân Mộc, nhưng bây giờ vải rất đắt, như Tân Mộc nếu nữa là cũng là Lục Ngạn chứ không phải là thị xã chủ. Nếu như giả sử sau này mà chia tách huyện được thành công thì tự dưng cái thị xã chủ của mình là vải sẽ xấu hơn là rất nhiều của huyện Lục Ngạn mới. Bởi vì vải đầu tiên từ kim thì kim không được đắt cái lắm, thậm chí bây giờ kép không đắt cái lắm, chủ mình thì chẳng có gì còn rẻ. Hôm nay mình ra đến người ta trên 22 thì trên 20 thôi, 20, 21, 22 thôi, dưới 30 mà vùng cao các bạn vẫn có người đến 45 chẳng hạn. Đấy thì giá vải trên nó đắt hơn thì tất nhiên rồi. Tuy nhiên giá vải năm nay cũng hết sức là lẩm cẩm các bạn ạ, cũng có vải dưới 10.000 không ít. Cho nên vải cứ được 30.000 mình nghĩ là ổn. Tuy nhiên làm được những sọt vải đắt, những sọt vải 30.000 hoặc là thì không có nhiều. Đấy, sọt vải đến 40-50.000 thì càng không nhiều nữa. Bởi vì năm nay thứ nhất là vải bị mất mùa. Người ta làm phun thuốc bón phân sẽ không được chu đáo, nó không bỏ. Thứ hai, vải mất cho nên lượng vải ít thì nó được giá đó thôi. Vấn đề mất mùa thì mình đã nói từ tháng 8 rồi, năm nay sẽ là năm mất mùa. Nhưng mình chỉ nghĩ rằng u hồng mất thôi, quả này lâu quá nó bị sâu cắn này, sâu cắn này. Mình rất nhiều cái quả nào sai thì bị con sâu nó cắn như thế, chuột sâu. Quả đã bị thế này, nhưng sâu cuống luôn nhé. Này. Ủa bị dẻo quá, phun nước sâu ít quá, hay bị như thế. Vẫn mua mới được giá đó. Thì tại sao mình lại kể chuyện tứ đại mỹ nhân? Họ là bốn người đẹp nổi tiếng của Trung Quốc và có một điểm đặc điểm là đời sống của họ cuối đời không có hậu, họ đều cuộc sống rất là khổ. Họ làm thay đổi lịch sử của một số quốc gia.
Ví dụ như là Tây Thi, Việt Vương Câu Tiễn cống sang để tiêu diệt Phù Sai. Tiêu diệt Phù Sai đã làm mất một nước Phù, nước Ngô khỏe mạnh. Ngày xưa nước Ngô, Phù Sai là Hạp Lư, Hạp Lư là vua Ngô. Vua Ngô bị nước Việt đánh, Phù Sai là con của Hạp Lư lại tiêu diệt nước Việt. Nhưng Phù Sai tiêu diệt nước Việt lại không tiêu diệt Việt Vương Câu Tiễn, vẫn để Việt Vương Câu Tiễn, vẫn cho tha. Việt Vương Câu Tiễn đã thực hiện cái gọi là cái câu mà nếm mật làm gai chính bắt nguồn từ Việt Vương Câu Tiễn. Việt Vương Câu Tiễn cho mà ông quan luôn chỉ có nhiệm vụ là đứng trước cửa nhà mình, mỗi lần gặp Việt Vương Câu Tiễn đều nói là: Việt Vương, mày có nhớ nước Ngô nó diệt nước Việt không, để cho mình gọi là không quên nỗi thù của nước Ngô. Thế ông chịu khổ chịu sở, cuối cùng ông ấy dùng kế mỹ nhân kế, ông ấy cống hiến cô Tây Thi sang làm cho một nước Ngô hùng mạnh. Phù Sai không quan tâm triều chính nữa, chỉ quan tâm với cô Tây Thi, dẫn đến hiện tượng là một nước Ngô binh hùng tướng mạnh như thế mà không bằng một cô gái. Cho nên người ta mới nói mà một hai nghiêng nước nghiêng thành, chính là như vậy. Vậy là mình kể bốn cô gái đẹp nhất Trung Quốc mà ảnh hưởng triều chính Trung Quốc trong lịch sử Trung Quốc, để mà nói rằng đại diện của những người đẹp giống như quả vải của chúng ta. Những quả vải chúng ta tuyệt vời đẹp, 450.000 thì có, nhưng chỉ được vài quả, chỉ được vài sọt bán như thế, được vài gia đình bán được một số sọt như thế. Cũng như những điểm cân họ chỉ mua một vài sọt để lấy tiếng mà thôi. Còn giá cả của nó thực tế nó vải của mình cứ trung bình được 30 là ổn các bạn ạ. Đấy. Cứ trung bình được 1 là 30 được rồi. Thế bây giờ mình tiếp tục vặt vải tâm sự với các bạn một chút như vậy. Bây giờ mình dừng chuyển sang phần khác. Khi chúng ta bán quả vải cho đi buôn cửa cân thì chúng ta không được để lá, để vặt sạch. Như khi mình bán vải thì bán cho anh em ship hàng làm quà, người ta bán hoặc là người ta làm quà, người ta thích lá, người ta xem lá vào. Thì vì năm nay mình không thì phải vẫn đi dạy, chưa được nghỉ hè, để 31 tháng 5 mình mới nghỉ hè cơ, mà vải mình bán sớm. Cho nên năm nay đa số mình bán qua mạng gửi, tất nhiên phải lấy tầm 10 cân. Lấy không phải người ta đến lấy tận nhà cơ. Đấy, mình vẫn gửi. Thì thường là mọi người gửi là có mấy kiểu. Nhiều người thích là một chùm khoảng độ 2,5 cân. Mọi người thì lấy được 3 cân. Mọi người thì cứ lấy mấy chùm, 6 chùm chẳng hạn. Có chùm này một chùm khoảng 3,5 cân, khoảng 20 cân, vân vân. Và chúng ta bán ấy không phải làm này, bán hàng cân xuất khẩu thì cũng được rẻ này, đặc biệt sang Trung Quốc. Thì đây là một hướng đi các bạn ạ. Chúng ta làm vải bán kiểu ship hàng cái đấy thì thường là nó sẽ đắt hơn khi chúng ta bán chợ truyền thống. Tất nhiên hàng chúng ta phải có uy tín chất lượng. Như các bạn quan sát mình vặt rồi thì một quả hơi sâu, thậm chí những cuống này mình đều bấm hết, cứ làm chậm các bạn ạ, bởi vì nó không cấp tiếp lắm, phải không nhiều tấn cùng thôi. Chứ những tấn quả hơi chấm một tí, quả này còn chấp nhận được, nó chưa thủng. Đấy, quả này chấm quá thì thật vặt đi, thì lấy giá nó cao hơn một chút mà. Cái quả chưa thủng được như là chấm nặng một tí vặt đi nhiều, hơi chấm mình ăn mà đằng nào mình ăn. Đấy. Chúng ta làm này giá cao hơn thị trường, ít 5.000, nhiều có thể chục nghìn.
bởi vì giá do mình quy định, nhiều mà làm quà do mình quy định, mình bán bao nhiêu người ta phải nhận bấy nhiêu thôi, bởi người ta hỏi giá đâu. Còn những người buôn là họ lấy lại là hỏi phải có giá, bởi họ buôn lẫn với lãi. Thôi vừa vừa thôi nhỉ. Còn nhiều người là làm quà họ ăn, hoặc là họ là quà họ biếu thì họ không hỏi giá, để bán bằng uy tín của thương hiệu thôi, họ không hỏi giá. Họ lấy cho họ 20 cân thì cứ lấy 20 cân thôi, sau bảo bao tiền họ chuyển bấy nhiêu, chẳng phải giá gì cả. Đây ví dụ quả rơi nhé các bạn chàng. Đại mình rất lâu mới phun thuốc sâu, nó có thể châm hỏng nhưng cuống không có. Đây là một hướng đi mới, là thứ nhất là chúng ta không bị tắc đường, chúng ta không vội. Tất nhiên như mình nói là cả vải hái vất vả, tuy giá cao thế thật, năm nay năm giá khá được nhưng mà vất vả lắm. Có được quả vải một năm, hái cả phải hái đêm luôn, mưa gió rầm rầm, các bạn đừng ngủ, mình cũng phải hái vải sớm chớp ấy. Lá hơi nhiều nhưng mình gửi đi không quan trọng. Wow, lá hơi nhiều, mưa to quá các bạn ạ. Mình rút đi, mưa máy cây quay vào trong một tí cũng vớt hết. Đấy. Thật ra chúng ta chỉ cần bó, cũng làm gọi là ngày xưa mình chơi bi, gọi là ăn con nào thảo con đó, được chùm nào bó chùm đấy thôi. Nhưng mình đây mình giải ra nó hơi vướng, vướng nhiều diện tích. Nhưng vì trời mưa mình mới giải ra một tí, nó khô một tí. Khô một tí, mai đóng vào thùng giấy nó đỡ ướt. Giờ cái lá này mình cho vào trong, mai đóng thùng giấy nó ướt mất. Thì qua cái bó vừa rồi các bạn nhìn thấy bó nó quá nhiều lá, còn thì chúng ta chỉ nên nhặt một hai cái lá thôi. Chúng ta nên bó cả cái cuống lá dài. Đây. Nhặt một vài cuống lá cho vào, cái xanh xanh đấy, cuống lá thì to quá. Rút kinh nghiệm. Đây cho nhặt một hai cái lá. Bữa kia cả chùm cho toàn đi lá thôi. Chùm toàn đi lá. Cho một hai cái lá thôi, cho nhiều. À, cho vài cái lá thôi. Đừng cho toàn lá là lá. Chính vì làm vải vất vả với cuộc sống, nó còn mình con nhỏ tuổi khá lớn nên mình đang chuyển sang cây cảnh các bạn ạ. Thì làm cây vải chúng ta biết năm nay rồi, giá có dưới 10.000 nhá, có dưới 10.000. Nhưng giá mà đỉnh của lục ngạn thì mấy cái dạo mà mấy hôm mà đã đắt thì có người của 6 mấy 7 mấy nghìn thì mình không biết, nhưng mình bán 50.000 thôi. Thì chênh lệch giữa rẻ và đắt nó gấp 4-5 lần. Nhưng cây cảnh nó khác hẳn các bạn ạ. Lục ngạn năm nay là một năm mất mùa thì các bạn biết rồi. Anh em đi vùng cao, người ta khai thác cây mang ra chợ bán, dập chợ. Tất nhiên chợ tự phát thôi. Nhưng đấy dù sao cũng là cái một cái khoản để chúng ta thêm thu nhập, thêm cuộc sống những năm vải mất mùa, không làm công ty để kiếm thêm. Dạo này bạn Xuân Muộn bạn hay quay ấy. Bạn Xuân Muộn lại quay. Thì qua đấy cũng là một cái cách là công ăn việc làm. Tất nhiên chơi cây thì nó cũng giống như làm vải ấy. Chơi cây nó lệch nhau nhiều lắm các bạn ạ. Vải thì bây giờ chúng ta chia làm nhiều phân khúc. Xấu quá thì ép nước, vừa vừa là xe cóc, thứ ba là hàng sấy, hàng tàu. Thì chơi cây cũng thế, nó chia nhiều phân khúc, mình ở phân khúc nào thì mình chơi phân khúc đó. Anh em các bạn đào phôi gọi là vài trăm nghìn, cây đẹp thì vài triệu. Nhưng có người chơi chân trình độ hơn một chút là cây họ vài chục triệu. Còn có những người cây chơi tiền tỷ cũng nhiều. Nhưng nó hết sức công bằng thôi. Giá trị đánh giá năng lực của mình, các bạn làm vải đẹp chính là năng lực làm vải các bạn đẹp, làm tắt và đầu tư cây như thế. Người chơi cây
chúng ta thích chơi cây, chúng ta mới chơi chúng ta thích lắm, chúng ta thích 1 năm, thích 2 năm, mà mình mà có tiền mình sẵn sàng bỏ đất đai, mình mua cây, mình bỏ vườn ra mình làm. Nhưng 1 năm 2 năm 3 năm vợ con thì không lấy thích, người ta đến chơi người ta cũng chẳng xem, cũng chẳng ai hỏi mua, bắt đầu chúng ta bán ngấy người, bán ngấy người. Vậy là chúng ta không có khả năng nghệ thuật. Khi không có khả năng nghệ thuật tốt nhất đừng chơi. Mà nhà chúng ta làm nhà cao cửa rộng, sợ người ta chê mình nhà chọc cú, tốt nhất cũng chỉ mua vài cây để bày cho gọi là cho nó xanh nhà đẹp cửa thôi, chứ đừng dính vào cây. Bởi cây nó là nghệ thuật, mà nghệ thuật thì nó vô cùng lắm. Chúng ta làm cây vải thì nó cũng đơn giản, chúng ta chăm sóc tốt, đặc biệt u hồng này chúng ta cứ nhiều phân, đừng để sâu cuống, tưới tắm tốt, vải khác đẹp. Nhưng làm cây nó không phải thế, nó là nghệ thuật, mà đã nghệ thuật thì nó không có bài bản, nó không có chuẩn mực nào cả. Chuẩn mực của nó chính là đánh giá của người xem, của người thưởng thức, và thậm chí bằng tiền. Vậy tiền chúng ta nhiều là chính là năng lực chúng ta cao khi chúng ta bán được cây, thế thôi. Còn không làm được là năng lực của mình kém, kể cả mình nhiều tiền, mình thông minh, những cái năng lực, khả năng về nghệ thuật chúng ta kém, thì chúng ta chỉ dừng lại ở bày vài cây để cho nó xanh cửa đẹp nhà, để tỏ là mình là người chơi cây thôi, chứ chúng ta đừng có phát triển. Vậy đấy chính là phân khúc của người chơi cây. Nếu chúng ta có chuyên môn thì cây chúng ta sẽ có giá trị cao, còn không có chuyên môn thì cây của mình còn chán, chẳng nói gì đến người khác để làm cây vải cũng vậy. Sau một thời gian mình làm cây thì thật ra mình làm cây lâu rồi, duyên phận với cây của mình thì nó cũng thế này. Nhà mình có 2 bác, nhà mình thì có anh em thì đông, nhưng mà về đàn ông con trai thì có 4, mình là út, trên 2 bác cũng chơi, và 1 bác ra ở ngoài đường thì bác không chơi thôi. Rồi cái nữa, bố mình ngày xưa trồng hàng rào bằng cây dưới, thời gian đó mình phá hàng rào đi, tự dưng hàng lô dưới ở lại, thế là mình cũng nghịch ngợm chơi, cho tự dưng mình đi khai thác, rồi dần dần là người ta mua cây bán cây, thế là mình thấy mình làm được. Cây mình bán so với anh em là rất đắt, nhưng anh em mua về cây của mình xong anh em lại bán tiếp đã đắt gấp mấy lần. Thế là người ta rất thích mua cây. Trên các bạn xem kênh của mình, các bạn làm một kênh YouTube chia sẻ tức là làm cây như cả gốc vườn cả cây, bởi vì cái khó khăn bán sạch cây rồi. Cho nên mình quyết định phát triển ra cây, làm cây cảnh nó vất vả như cây vải này, thích thì làm thích thì thôi, cả vườn rậm mù cũng được, rảnh lúc nào làm được đấy, chứ không ép buộc bó buộc như cây vải. Thế mình thấy làm cây vải quá vất vả, tuổi tác lớn các cháu còn nhỏ nên quyết định mình chuyển sang cây cây các bạn nhá. Cho mặc dù làm vải, làm kênh YouTube làm vải đậm, nhưng mình đang chuyển dần sang chơi cây cảnh thôi. Đấy, mình làm 6 chùm. 6 chùm này tức tầm 20 cân. Mình cân thử nhá, mình cân thử xem sao. Đấy, mình thử cân thử xem 6 chùm là bao nhiêu cân. Nếu như ngày mai gửi ấy, thì chúng ta bấm sát nhá. Chúng ta bấm, mai bấm xuống tầm 1 phân hơn nửa phân nữa, để cho nó sang trắng nó đẹp hơn. Bấm sát ngày mai nó thâm hết. Này, mình thử cân xem 6 chùm này bao nhiêu cân nhé. Mình cân luôn các bạn để xem. Đây, hôm nay mình bó cây to nhé, tầm trên dưới 3 cân. Cái lạc nó dài quá, bấm ngắn đi cho đẹp, không để cái lạc nó thỏ ra quá nhiều. Mình thử xem bao nhiêu cân. Chúng ta có để dài một tí, mai chúng ta bấm sát một tí xuống được, để đỡ khô. Mà chúng ta bẻ từ hôm trước, mà chúng ta đến hôm sau để đi bán mà người ta không biết, mình bẻ từ hôm trước thì chúng ta cũng nên cắt dài. Hoặc là trước thì là bí kíp, nhưng bây giờ nó phải bí kíp đấy, nhà anh em chia sẻ trên Facebook, YouTube rồi. Và chúng ta ngâm nước, để ngâm nước đấy, để ngày hôm sau chúng ta mới bỏ ra cho nó khô, thì ngâm nước nó tươi, nó nặng, nó đẹp hơn. Đấy, còn chúng ta cứ để qua ngày qua đêm mà chúng ta không ngâm nước, nó sẽ khô, nó héo. Còn riêng vải mình có đặc điểm là mình hái hôm trước, mọi năm nói như riêng năm nay, kể vải tháng 3 cũng trắng, mình hái hôm trước, nhưng hôm sau nó vẫn tươi, để mấy ngày vẫn tươi các bạn ạ. Rồi mình cân thử 6 chùm này bao nhiêu. Đúng ra mình cân
cân đóng ấy là mình sẽ cân cân đặt lên cả mà cái sọt trong cân. Như đây mình cân thử. Tất nhiên mai còn chặt cuống tiếp nhá. Úi giời, không nhẹ đâu. Cái này gọi 2 cân 8. Một chùm để thưa thưa nhé, tới đêm không gà ăn. 2 cân 8. Cái này mình không nhìn rõ. Khoảng 2 cân rưỡi thì cũng phải 5 cân. Thêm được 3 cân nhỉ. Thêm được 3 cân một cây, một chùm. Ui cái này 3 cân 2. Đây 3 cân 2. Ôi mình cứ thường nhầm chắc nhỉ. 28, 24, 32. Rất ghét cái điện thoại này, chán lắm. 28 24 32. Úi, 8 cân mấy rồi? Ô, ít thì nhỉ. 32. Ôi, chỗ này bé hơn. Không đều. Vì làm video nói chuyện các bạn. 23. Ôi, có 10 cân nhỉ. Ít nhỉ. Thôi được rồi. 23. 30. 13 cân. Không được 30 cân, không được 20 cân. 13 cân. Thế bao nhiêu đây? 26 à? 28. Cho 26 đi. 26. Ôi 16 cân các bạn ạ. Thôi, 6 chục 16 cân. Đấy, để thưa thưa để mai nó thoát nó gì nhỉ? Mai đó, để thưa ra mai nó thoát. Nó thoáng ấy. Các bạn muốn biết ngày mai cái chùm vải này nó sẽ thâm hay không? Thì mai mình quay lại các bạn xem nhá. Ngày mai mình quay lại các bạn xem. Em vào nhà đi. Ngủ đi, muộn quá. Thời gian bây giờ là 22:34, tức mình cũng là 10:30 nhá. 10:30. Đêm ấy, 22:30, tức 10:30 ngày 25 tháng 5, tức ngày 18 nhá. Con là 18 hay sao nhỉ? Mình không xem được cái này, không xem được âm được. Mình biết là ngày 25 tháng 5 nhá. Bây giờ là 10:30 các bạn xem nhá. Vải mình đây. Rồi mai mình sẽ quay những chùm này, bơm đặt nguyên đây nhá. Mai mình sẽ quay 6 chùm này các bạn xem nó có bị mất màu, mất mã không hay như nào. Vải mình nhược điểm năm nay nó quá sai. Năm nào cũng thế, vải mình có nhược điểm là quá sai. Và lá nó rậm quá cho nên nó không chín đỏ. Đấy. Các bạn mai xem ngày mai nhá. Mai chẳng sáng mai đâu. Nửa đêm mình mang đi rồi. Nửa đêm mình mang đi rồi. Thôi gọi mấy tiếng sau nó có bị thơm không nhá. Cái này lá hơi nhiều. Thôi mình dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn ngủ ngon nhá. Mình đăng video ngay. Để các bạn quan sát. Đấy.